Rồi, Dũng của đất Phú Yên hôm nay sẽ đưa lên cho anh em xem một con đồng khoe nha anh em. Mộc hậu. Chính tay mình bắt bằng lồng lé ở trên đỉnh đèo Tô Na nha anh em. Riêng con chim này nha anh em. Nó vơ á. Nó chơi á. Cái nước gù nó. Nó gù mà con chim lồng phải chạy với nó luôn nha anh em. Nói chung là mọc nó chiên mọc nhịp á là nó búa phải ném ba chân gù nha anh em. Về cứ vậy là làm tới nó nhảy liên tục thôi. Nó gù mà mình nói phải nói từ là kinh khủng nha anh em. Nước nó thúc nhanh xăng tới là nó đóng tiếng dặm vô liền. Vừa là mình đã cố gắng đỡ quay cho anh em rồi nhưng mà nó vẫn còn nhát nha anh em. Chừng này á là nó mưa nó ướt rồi nha anh em. Ở của mình thì hôm nay là mưa suốt bỏ ngồi cày luôn, tủ cái ba bóng bỏ ngồi cày luôn. Thì mình bắt nó đi là được tầm cỡ 2 tháng rồi anh em à. Thì tiếng của nó nói chung là khi mà vô cái trại đó mà đỡ dựng chiếc xe á, xong rồi đâu là lấy mồi xuống ở đâu chăm nước rồi hết để đi móc á, thì ở trong rừng á mình đã nghi nó là gù mái nè, rồi đập cánh ra tàn cây khô nè, không có mái không vậy nha anh em. Nó xây trên cái đọt cây á, nó gù như điên rồi nha anh em. Khi mà mồi kéo vừa á, nó vừa ở trên đọt rồi á là nó gù mà ngó như đẻ xuống thớ rồi nha anh em. Kinh khủng. Nói với anh em là một con chim đồng khoe tiếng tốt mà đồ gù nó ác nha anh em. Còn sạc lông nữa nè anh em à. Đó, chưa có rụng hay thay một con lông rừng nữa đó. Chỉ có nó vậy, nó bị chày lứa thì nó mọc ra thì còn mới mới vậy thôi, cho con vàng lông nó còn viên hết. Sạc lông đẹp. Và anh em cái chỗ đây thì nó nhát á, nó tổng giờ nó rụng mấy cọng lông về giờ nó ra lại lông con này anh em à. Đó, mấy cọng lông măng á. Và anh em xem nè, đầu mặt nó nè. Đó. Cặp mắt kỳ quá, anh em xem cái miệng nó nè nha anh em. Nói chung là khi anh em mà gọt giũa con chim này lên thì cái độ xôn xéo á, về mình đảm bảo bằng kinh nghiệm mà luôn, cái độ xôn xéo con chim này nè, khi mà ra rừng ở nha anh em, lên mồi rồi ra rừng ạ, con chim này bảo đảm anh em là nó nghe tiếng mồi rừng ạ, là con chim này bảo đảm anh em là nó rước liền, nó thè gù liền. Thì cái đó là chắc chắn là bổi phải đập cánh dưới liền nha anh em. Còn nước hậu nó thì nấu mà nó gù mà mọc nửa đường ở ngoài thôi ấy thì đã ác rồi, chứ đừng nói chi là nó gù bèn ở ngoài nha anh em. Và nớt nó gù là phải rung lông rồi nha anh em, kinh khủng đó. Anh em nào cứ nghe trong video nhìn nhận được, chấp nhận bỏ ra một số tiền xứng đáng để rước nào vô ấy, thì mình sẽ không bao giờ làm bậy bạ hay là phụ lòng anh em nha anh em, đỡ anh em nuôi con chim này. Đó. Thủ thở nè anh em, chặt lông nè. Đó, anh em thấy chi lông không? Tròn, dầu, đẹp. Nhìn cườm. Ngay con mắt cái sâu á, nó vẫn kéo một rảnh cho nha anh em, thở hiện là con chim rất là lì. Cộng bởi mình bắt ở trên rừng dè nữa thì thôi. Không thở nào mà sâu này lên mà không chi chọi được nha anh em. Đồng mặt nè, mỏ nè. Anh em thấy cái mỏ khó chịu không? Mình quay rất kỹ nha anh em. Anh em xem trong video như thế nào. Thì lỡ anh em nào có duyên cầm nó thì vơ thì con chim nó ít như vậy thôi. Không có trục chặt một cái gì, không có khác một cái gì nha anh em.
Đó. Con này thì chưa có nở chim nha anh em. Nó tròn mà nó dài. Còn nó đứng nè anh em à. Sạc lông thì mỹ mãn nha anh em. Sạc lông là mẫu của mình rồi nha anh em. Về ở trước ngực. Y xìa ngồi luôn. Màu hồng vậy nha anh em. Cái mắt. Rồi. Thì mà nói hết mà nó rồi. Anh em cứ nhìn nhận. Rồi anh em nào mà chấp nhận mua vờ nuôi đó đó, sau này nó lên á, anh em đi tập chơi á thì cứ alo mình. Hiện bây giờ thì nó cũng rất là ly nha em, nó cũng rất là xiên gáy rồi, xiên thúc rồi. Gù thì ít, nó cũng chưa có, nó chưa có thân lắm nên là nó phải vậy thôi nha anh em. Có gây gọi và có thúc là được rồi. Rồi mình chào hết anh em. Anh em nào nhìn nhận được nhanh tay alo mình, chốt cho anh em sinh viên, anh em vừa nuôi vì là con đường dài nữa. Sau này anh em chơi, không chơi thì cứ anh em alo mình. Rồi, chào hết anh em nha.